Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương tức là bảo kinh văn thắt. A Rang Samma Sambuddha Tho Pha Qua Bồ Tát Pha Quan Tăng Phi Qua Đề Mi Sa Kha To Pha Qua Ta Tham Mô Tham Mang Nam Sa Mi Suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ơn đức tam bảo kết vấn tắc sinh gia hội chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Sa tu sa tu lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục về cái giai thoại về ngài Bôn Á Man Ti Ni Bồ Tát. Ngài Bôn Á Man Ti Ni Bồ Tát thì ngài có được cái 10 cái lời nói rất là lợi ích. Điều thứ nhất là tự mình, tức là Atana Chá Apicho Apichaka Apichá Kathang Chá Phikkhunang Kattva Kattva, tức là tự mình ít có ham muốn và giảng về sự ít ham muốn đến các vị tỳ khưu. Đây là pháp thứ nhất của ngài. Thứ hai là Atana Chá Santutho Santuthi Kathancha Bhikkhunang Katta, là tự mình biết đủ và giảng về sự biết đủ đến các tỳ khưu. Điều thứ ba là Atana Chá Bhavivitto bởi quý vị cá thanh chá biết khu năng cách ta, là tự mình sống độc cư và giảng về sự độc cư đến cho các tỳ khưu. Điều thứ tư là Atana chá asan sát thô asan sát gá cá thanh chá biết khu năng cách ta, là tự mình không có tích tập và giảng thuyết về sự không tích tập đến các tỳ khưu. Và pháp thứ năm là Atana chá Aratha Viriyo Viriya Rampha Kathan chá Vikkhunang Katta, là tự mình là tinh cần tinh tấn và thuyết giảng về tinh cần tinh tấn đến các vị tỳ khưu. Thì pháp thứ sáu là Atana chá Sila Sambanno Sila Sambada Kathan chá Vikkhunang Katta, Katta, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh đến cho các tỳ khưu. Pháp thứ bảy là Atana chá Samathi Sambanno Samathi Sambada Kathan chá Vikkhunang Katta, và tự mình thành tựu đi thiền định và giảng về sự thành tựu thiền định đến các tỳ khưu. Pháp thứ tám là Atana chá Banya Sambanno Banya Sambada Kathan chá Vikkhunang Katta, tự mình thành tựu về tuệ và giảng về thành tựu tuệ đến các tỳ khưu. Pháp thứ chín là Atana chá Vimutti Sambanno Vimutti Sambada Kathan chá Vikkhunang Katta, tự mình thành tựu về giải thoát và giảng về giải thoát đến các tỳ khưu. Và pháp thứ mười là Atana chá Vimutti Jnana Dasana Sambanno Vimutti Jnana Dasana Sambada
cách anh chát viết khu năng cách ta và tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và giảng về giải thoát tri kiến đến các tỳ khưu. Điều này nằm ở trong Trung Bộ Kinh tập 1 ký hiệu là M1 146. Thì bây giờ có 500 vị tỳ khưu là đệ tử của ngài Buna Mantanibutta. Nhờ ngài được ngài Mantanibutta giảng giải và sách tấn 10 cái loại lời nói này. Trong cái mùa hạ ấy tất cả 500 vị tỳ khưu đó nỗ lực hành pháp và tất cả đều chứng thánh quả A La Hán. Thì 10 cái lời nói này chúng ta cũng đã được học tập qua rồi. Và chúng tôi cũng đã từng thuyết về 10 cái lời nói có mang tới thuận lợi tốt đẹp này rồi, chứ không phải không. Cho nên có một số nghĩ rằng nói dài dòng, nhưng mà thật sự ra không có dài. Bởi vì có cái ích lợi, sau khi bước vào cái thiền tập, quý vị sẽ thấy rằng những cái gì chúng tôi đang dàn trước như vậy đó, nó sẽ dẫn tới một cái kết quả rất là tốt đẹp, mà không cần phải lặp đi lặp lại nữa. Thì 500 vị tỳ khưu đệ tử đó, sau khi nỗ lực thành pháp lên điều chứng thánh quả A-la-hán, khi mãn mùa an cư, thì 500 vị tỳ khưu đệ tử đi đến đảnh lễ ngài Buna Mantanibutta và thưa rằng: Bà thầy, chúng con đã thành tựu thánh quả cao nhất là A-la-hán do nương vào 10 cái lời giảng dạy đưa đến lợi ích của thầy. Nay chúng con xin đến thành Rajagaha để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì bây giờ ngài Buna Mantanibutta suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã biết ta đã thành tựu được 10 pháp và thuyết giảng về 10 cái loại lời nói lợi ích này. Và khi mà thuyết pháp thì ta luôn luôn hướng đến cái lợi ích của cái đời sống phàm hạnh và đưa ra lời nói thích hợp như vậy. Nếu như bây giờ ta đi đến ý kiến Đức Thế Tôn, chắc chắn các vị tỳ khưu này sẽ cùng đi chung quanh với ta. Điều này thật là không thích hợp. Khi ta đến đảnh lễ Thế Tôn với một cái số tỳ khưu dây quanh như vậy là điều không có thích hợp. Vậy thì ta nên để các vị tỳ khưu này đến đảnh lễ Thế Tôn trước, rồi ta sẽ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Như vậy chúng ta thấy rằng nhà bậc A-la-hán không còn có một cái tự hào về cái độ chúng của mình. Và ngài không muốn đi chung với 500 vị tỳ khưu là đệ tử của mình như vậy. Cho nên nghĩ như vậy, cho nên ngài Buna Mantanibutta đã nói với các vị tỳ khưu rằng: Này các hiền giả, hãy đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, dưới chân Đức Thế Tôn trước đi, thay cho ta, ta sẽ theo sau các hiền giả. Thì nghe vậy 500 vị tỳ khưu thánh A-la-hán này vâng theo lời của thầy tế độ mình, đi từ Cáp Lá Quách Thú đến thành Ta Chá Cá Há khoảng đường dài khoảng 60 do tuần. Và cái ngày đi vào cái rừng trúc, tức là quê lúa quá ná đó, nơi nuôi dưỡng những con sóc, và đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thì theo thông lệ chữ thông lệ đó là thăm mát ba a chinh á, tức là cái pháp mà thông thường á, nghĩa là một cái quy luật của vị chánh đẳng giác các bạn. Thì cái quy luật của vị chánh đẳng giác này cũng y theo pháp, cho nên cái thông thường cái pháp này được gọi là thông lệ, tức là thăm mát ba a chinh á. Thì thông thường các theo thông lệ thì các bậc chánh đẳng giác sẽ tiếp đón các vị khách tăng rất là niềm nở và cái thân tình. Tại khái khi gặp những vị khách tăng đó thì Đức Thế Tôn sẽ nói lên những lời thăm hỏi dịu ngọt với các vị tỳ khưu khách nè: Này các tỳ khưu, hoặc là này tỳ khưu, thầy có được khỏe không, hay là các thầy có được khỏe không, các thầy có được an vui không, hay là thầy có được an vui không, rồi sự tìm kiếm Phật thực đối với các thầy có dễ dàng không, sự hành pháp có được tiến hóa không, vân vân. Thì nhân đó các ngài như các vị tỳ khưu mà chứng đắc được những tầng thánh quả sẽ trình bày lên Đức Thế Tôn và những cái tầng thánh mà mình chứng đắc được.
Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: này các tỳ khưu, các thầy từ đâu đi đến đây? Thì các vị tỳ khưu trình bày rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con từ kinh thành Kapila Quách Thú đi đến đây. Này các tỳ khưu, trong số những vị tỳ khưu trong xứ Kapila Quách Thú đó, ai là người được các vị tỳ khưu đồng phẩm hạnh ở địa phương? Tức là những vị nào mà ở địa phương Kapila Quách Thú á, và những vị tỳ khưu đó đồng phẩm hạnh, có vị tỳ khưu nào ở nơi cái trú xứ đó như vậy được các vị tỳ khưu đồng phẩm hạnh ngưỡng mộ, tán thán là tự mình ít ham muốn và thuyết giảng đến các vị tỳ khưu ít ham muốn, tự mình thiểu dục và thuyết giảng đến do các vị tỳ khưu về hạnh thiểu dục, hạnh tri túc, tự mình là sống viễn ly và thuyết giảng về hạnh sống viễn ly đến các vị tỳ khưu, tự mình là sống không có tích lũy và giảng thuyết về các vị tỳ khưu về hạnh không có tích lũy. Và điều thứ năm là tự mình có nỗ lực tinh cần tinh tấn và thuyết giảng về hạnh tinh cần tinh cấn tinh tấn đến các vị tỳ khưu. Và điều thứ sáu là tự mình đầy đủ giới. Cái câu đầy đủ giới này có nghĩa là chứng đạt được thánh quả rồi đó, tức là thánh quả tối thiểu phải trên thánh quả dự lưu. Tự mình đã thành tựu giới và thuyết giảng về sự thành tựu giới đến các vị tỳ khưu. Rồi điều thứ sáu là tự mình thành tựu được cái định và thuyết giảng về sự thành tựu định đến các tỳ khưu. Rồi tự mình thành tựu được trí tuệ, điều thứ tám rồi tự mình thành tựu được trí tuệ và thuyết giảng về cái sự thành tựu trí tuệ đến các tỳ khưu như vậy. Và điều thứ tám, điều thứ chín là tự mình thành tựu được giải thoát và giảng đến các vị tỳ khưu về cái sự giải thoát. Và điều thứ 10 là tự mình thành tựu được cái giải thoát tri kiến và thuyết giảng về đến các tỳ khưu về giải thoát tri kiến như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài hỏi rằng: ở cái địa phương đó, đó có những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh tán thán cái vị nào thành tựu được 10 pháp lại và thuyết giảng 10 pháp là như vậy? Thì các vị tỳ khưu mới trình bày rằng: bạch Đức Thế Tôn, nghe có tôn giả Bùn Ná Manh Ta Ní Bút Tá đã tự mình thành tựu 10 pháp như vậy và thuyết giảng 10 pháp ấy đến các tỳ khưu. Thì được nghe như vậy, trưởng lão Sariputta phát sinh cái niềm hân hoan và có ý muốn đến diện kiến ngài Bùn Ná Manh Ta Ní Bút Tá. Thì ở trong cái Phật sử không có xác định được là giữa ngài Bùn Ná Manh Ta Ní Bút Tá và ngài Sariputta ai là cái người xuất gia trước. Nhưng mà theo cái trình tự của câu chuyện đó, thì khi ngài Anh Nhá Công Đinh Nhá mà ra đi để giảng pháp đó, thì ngài về cái thành cái làng Đô Náo Quá Thú mình và tế độ cho cái người cháu mình trước, họ xem như ngài Anh Nhá Công Đinh Nhá có một người đệ tử duy nhất, đó là ngài Bùn Ná Manh Ta Ní Bút Tá mà thôi. Sau khi tế độ ngài Bùn Ná Manh Ta Ní Bút Tá xuất gia rồi và thành tựu cái thánh quả A La Hán nè, thì ngài Anh Nhá Công Đinh Nhá về cái thành Vương Xá để đảnh lễ Đức Thế Tôn và sống ở đó. Tuy nhiên sau khi mà Đức Thế Tôn ngài tấn phong cho ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là thượng thủ tinh nhân tay phải và thượng thủ tinh nhân tay trái như vậy, thì ngài Anh Nhá Công Đinh Nhá ngài Anh Nhá Công Nhá là cái người đầu tiên trong cái giáo pháp này. Nói đến giáo pháp này thì nói tới ngài Anh Nhá Công Đinh Nhá là cái người xuất gia đầu tiên, tức là giống như là cái vậy, là một cái vị anh lớn nhất, đại sư huynh đó trong cái giáo pháp này. Và nhưng mà ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thì xuất gia sau, nhưng mà vì cái đẳng cấp là thượng thủ
thinh văn cho nên ngồi trên như vậy. Thì ngài thì anh nhá, công anh nhá cảm thấy có một cái sự bất tiện cho mình mà cũng bất tiện cho hai ngài nữa. Cho nên ngài anh nhá công nhá xin với Đức Thế Tôn là xin lui về cái rừng Chánh Anh Tá này, ở hồ Chánh Anh Tá để ẩn cư. Sau khi ẩn cư 12 năm thì ngài anh nhá công nhá đã thấy thời cái thọ mạng mà đã sắp viên tịch, cho nên mới đi đến đảnh lễ thì Đức Thế Tôn. Thì ở trong phẩm tương ưng Quan Ký Xá có nói cái bài kệ là ngài Quan Ký Xá có tán thán ngài anh nhá công nhá. Khi mà ngài anh nhá công nhá đi vào để đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, thì có một số vị tỳ khưu trẻ mới xuất gia và không biết được đây là cái vị mà có cái xuất gia trước tiên trong giáo pháp này. Mà thấy là giống như một ông già, tại xuống 12 năm mà 12 năm cũng là sống ở cái hồ Chánh Anh Tá. Cho nên những vị tỳ khưu trẻ đâu có biết được mặt của cái vị đại trưởng lão này đâu. Cho nên khi mà đi tới, trong bản kinh có ghi là khi mà Đức ngài anh nhá công anh nhá đi tới đó, đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn xong nè, hôn chân Đức Thế Tôn và bạch rằng: bạch Thế Tôn, con là anh nhá công anh nhá, con là đệ tử của ngài, ngài là bậc đạo sư của con. Sở dĩ bản sách giả giải thích là sở dĩ ngài xưng tên như vậy, dĩ nhiên đối với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn biết ngài là ai rồi, nhưng mà tại sao ngài cũng phải xưng tên đó: bạch Thế Tôn, con là anh nhá công anh nhá, con là đệ tử của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con. Dĩ nhiên là Đức Thế Tôn đâu có lạ gì với ngài anh nhá công anh nhá đâu, mà vì sao ngài anh nhá công anh nhá lại tự xưng tên như vậy? Vì ngài đã thấy được rằng có một số vị tỳ khưu trẻ không có biết ngài là ai cả, và trong cái ý đã có vẻ khinh thường, một vị tỳ khưu già này ở đâu mà tới xuất hiện như vậy, đã đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn như vậy, vị tỳ khưu già này ở đâu và vị đó đang làm gì? Cho nên ngài thấy rằng nếu như có một ý nghĩ mà khinh thường ngài như vậy đó thì sẽ làm chặn đứng lại cái đạo quả của những vị tỳ khưu trẻ này, cho nên ngài mới xưng tên lên. Rồi sau khi mà xưng tên lên á, bạch Đức Thế Tôn, con là anh nhá công anh nhá, thì các vị tỳ khưu nghe luôn, cả những vị chưa từng biết cái ngài công anh nhá là ai mới hiểu là đây là cái vị đầu tiên trong cái giáo pháp này, là tức là đệ tử lớn nhất của Đức Thế Tôn như vậy. Và bắt đầu cũng có một cái tâm kính trọng cái vị đại sư huynh mình, và cái tôn kính mình không phải là một ông già bình thường như cái hình tướng nữa, mà đây là một cái vị xuất gia đầu tiên trong giáo pháp này, cho nên phát tâm cung kính. Và khi mà phát tâm cung kính như vậy thì có hy vọng là không còn là chướng ngại cho những cái đạo quả ở sau này như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng các ngài vị thánh A La Hán khi nói và khi làm như vậy đều có những dụng ý rất là đặc biệt, rất là rõ rệt, và luôn luôn có cái niềm thương tưởng đến tới chúng sanh, có tâm bi mẫn đối với chúng sanh, nó là như vậy. Và sau khi mà đảnh lễ Thế Tôn xong thì ngài anh nhá công nhá xin phép Đức Thế Tôn được viên tịch, và Đức Thế Tôn này đồng ý. Lúc đó thì khi mà Đức Thế Tôn ngài anh nhá công nhá mà xin viên tịch đó, độ khoảng hơn 70 tuổi. Cho nên không, Đức Thế Tôn khoảng cái chừng 40, khoảng 47 tuổi. Đúng vậy rồi. Thì ông nói rất là già, ngài anh nhá công nhá rất là già như vậy. Và như vậy thì ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát là đệ tử đầu tiên, cái nhà đệ tử duy nhất của ngài anh nhá công anh nhá. Cho nên thì so lại đó, là chưa biết rằng đó, ngài Xá Lợi Phất xuất gia trước hay là sau ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát. Có khả năng là ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát xuất gia trước ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà vào hạ thứ hai thì ngài Bồ Tát Manh Pa Ni Bồ Tát mới vào về đảnh lễ Đức Thế Tôn ở tại thành Sa Môn Thi, chứ không phải thành Vương Xá nữa. Lúc bây giờ thì
500 vị tỳ khưu đi tới đảnh lễ cái mùa hạ thứ hai Đức Thế Tôn ngài an cư mùa mưa tại thành Vương Xá, và 500 vị tỳ khưu đệ tử của ngài Bô Nám Manh Tinh Ý Bố Tá đã đi tới thành Vương Xá để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Như vậy lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiều Liên đã được tấn phong lên là thượng thủ tinh văn rồi. Hai ngày này được tấn phong vào thượng thủ tinh văn vào cái ngày tăng tròn của tháng Mê Khá, tức là vào rằm tháng Giêng, nhé, rằm tháng Giêng là cái đại hội thánh tăng ở cũng vào cái ngày này. Và 1250 vị thánh tăng đó chính là 1000 vị tỳ khưu Uru Vệ Lá Cá Sa Bá và 250 vị tỳ khưu ngõ ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đưa về, tức là tùy tùng của ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, nó là như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy thì có khả năng là ngài Bô Ná Manh Ta Ní Bố Tá là xuất gia trước ngài Xá Lợi Phất. Điều này không có chắc chắn lắm, nhưng mà chúng ta cái dự đoán là như vậy thôi. Như vậy gì, người Ấn Độ không có quan trọng vấn đề cái sử liệu, cho nên cái niên đại chúng ta cũng khó cái tìm thấy một cách chính xác được. Cho nên gọi là có khả năng tôn giả Bô Ná Manh Tinh Ní Bố Tá xuất gia trước tôn giả Xá Lợi Phất là như vậy. Rồi sau đó Đức Thế Tôn đi du hành từ thành Ta Chá Ca Há đi đến thành Sao Cá Thi và tiếp nhận cái đại tự Chê Tá Quán Á do ông trưởng giả cấp cô độc xây dựng lên để cúng dường, và ngài trú ngụ nơi đại tự Chê Tá Quán Á. Tại vì cái cuộc lễ khánh thành, lễ lạc thành của đại tự Chê Tá Quán Á kéo dài tới 3 tháng, và kinh phí mà ông trưởng giả cấp cô độc bỏ ra đó là khoảng 90 triệu tiền vàng để mà chi phí cho một cái cuộc lễ đại hội, một cái lễ hội là dân cúng đại tự Chê Tá Quán Á đến Đức Thế Tôn, và cái kinh phí nó tương đương với cái tiền mua đất ở tại cái vườn Chê Tá như vậy. Thì tổng cộng ra là ông trưởng giả cấp cô độc đã bỏ ra tất cả là 540 triệu tiền vàng để hoàn tất vừa cái cuộc lễ lạc thành, vừa xây dựng vừa mua đất luôn như vậy. Chúng ta mới thấy xin lỗi, nó là 180 triệu chứ 180 triệu tiền vàng để làm cái cuộc lễ lạc thành, chứ không phải 90 triệu. 180 triệu nó gấp đôi lần. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự tại đại tự Kỳ Viên gần thành Xá Vệ, thì sau đó thì tôn giả Bô Ná Manh Tinh Ý Bố Tá đã thu dọn lại cái sàn tọa, tay cầm lấy y bát đi từ Cá Lá Quá Thú đến thành Sao Quá Thi, rồi đi vào Ganh Thá Cu Tí là cái hương thất để đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Thì nhân lúc đó Đức Thế Tôn ngài thuyết lên pháp thoại sách tấn khích lệ làm hoan hỷ đến tôn giả Bô Ná Manh Tinh Ý Bố Tá. Rồi sau đó tôn giả Bô Ná Manh Tinh Ý Bố Tá đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về Đức Thế Tôn từ tạ ra đi, đi đến rừng Anh Tháo Quán Á. Anh Tháo Quán Á được gọi là cái rừng mù, Anh Tháo chữ là cái mù, Quán Á là rừng, Anh Tháo Quán Á là cái rừng mù để nghỉ trưa. Thì tới đây chúng ta nói qua sơ qua về cái Ganh Thá Cu Tí của Đức Thế Tôn. Ganh Thá Cu Tí tức là một cái hương thất của Đức Thế Tôn, và cái hương thất này nó có chỗ rất là đặc biệt là luôn luôn có cái mùi hương. Cu Tí giống như là một cái cốc có mái nhọn, một cái ga, một cái liêu thất có cái mái nhọn, và trong cái Ganh Thá Cu Tí này đó, ngoài đó là tự nhiên dù cho thì không có dệt cũng có cái mùi hương thoang thoảng ra rất là đặc biệt như vậy, cho nên được gọi là hương thất. Ngoài ra thì những hàng thánh đệ tử mang hương hoa tới ở trong chung quanh cái hương thất của Đức Thế Tôn, cho nên cái nơi mới làm nơi mà vệ sinh của Đức Thế Tôn đó, cái nhà vệ sinh đó, nó cũng thơm, cho nên ngài ra hoa lá thì không có chỗ ngủ, phải ngủ trong cái chỗ nơi đi vệ sinh của Thế Tôn là như vậy, rất là đặc biệt. Và trong cái theo cái sử liệu thì ở trong cái tiền kia, ở trong cái
cái sử liệu về cái phần sử đó thì có bốn nơi của ngài bất di bất dịch, tức là như chư Phật chánh đẳng giác ở quá khứ đã có bốn nơi này như thế nào thì Đức Phật chánh đẳng giác trong hiện tại cũng có bốn nơi đó là như vậy, và sau này Đức Phật Mét Na Giá cũng có bốn nơi nó là như vậy, bốn nơi nó xảy ra như vậy. Bốn nơi đó là gì? Thứ nhất là cái Bồ Thí Gà Giá, tức là cái nơi mà Đức Bồ Tát chứng vô thượng chánh đẳng giác, cái nơi đó là bất di bất dịch, tức là năm vị Phật ở trong cái hiền kiếp này thì vị nào cũng chứng đạt cái quả vô thượng chánh đẳng, chứng đạt vô thượng chánh đẳng giác cũng ở tại nơi Bồ Thí mình đã, tức là ở cái Bồ Thí Gà Giá, cái dòng đai của cái cội đại giác, nó là như vậy. Thì nơi cái Bồ Thí Gà Giá đó chúng ta đi hành hương mà chúng ta biết rồi, chúng ta phải tưởng niệm tới cái, không phải là chỉ những cái quan sát những cảnh đẹp không thôi, mà chúng ta phải tưởng niệm tới cái ân đức của ba vị Phật đã có mặt ở phía trước rồi. Tức là trong hình kiếp này có Đức Phật Ca Cú Sanh Thá cũng đã chứng đạt vô thượng chánh giác cũng ở nơi cái vùng đất này. Rồi vị Phật thứ hai là Cô Na Gá Ma Ná cũng đã chứng đạt vô thượng chánh giác cũng ở tại cái vùng đất này. Và vị thứ ba tức là Đức Phật Cát Sa Bá cũng đã chứng đạt vô thượng chánh giác cũng ở cái vùng đất này. Tức là chúng ta đi hành hương tới cái Bồ Thí Gà Giá, tức là Bồ Đề Đạo Tràng đó, là chúng ta phải tưởng niệm được như vậy. Và cái vị thứ tư chính là Đức Thế Tôn cũng đã chứng được vô thượng chánh giác cũng ở tại Bồ Thí Gà Giá này. Không phải Bồ Thí Gà Giá này không phải chỉ có một mình Đức Thế Tôn không, mà ba vị Phật quá khứ cũng đã chứng rồi. Và hơn nữa trong cái kiếp, trong hiện kiếp này còn một Đức Phật, vị Phật nữa, Đức Phật là Mét Tây Giá. Vị Phật Mét Tây Giá này cũng sẽ chứng vô thượng chánh giác ở tại cái Bồ Đề Đạo Tràng này cũng vậy, ở vùng đất Bồ Thí Măng Đá này, tức là Bồ Thí Gà Giá này. Nên là cái vùng đất này xem như trong hiện kiếp này năm vị Phật đều chứng đạt vô thượng chánh giác ở tại vùng này. Cho nên đây là một cái địa điểm bất di bất dịch, bất di bất dịch. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, một điểm thứ hai nữa bất di bất dịch nữa, đó là ở tại cái Paranasi, tức là ở nơi Isipatana, nghĩa là đại giá đó, nơi Đức Phật ngài chuyển pháp luân. Đây là một cái điểm, cũng để một cái địa điểm hành hương. Nhưng mà điểm hành hương này rất là quan trọng, bởi vì cái nơi này ở vùng đất này ở trong quá khứ cũng đã có ba cái vị Phật đã cùng thuyết giảng khai mở cái bánh xe pháp chuyển pháp luân ở tại nơi đây rồi. Tức là trong hiện kiếp này vị Phật đầu tiên thì là Ca Cú Sanh Thá, thì Đức Phật ngài cũng khai mở cái cửa bất tử cũng ở tại cái vùng Isipatana Miharaja này rồi. Cái địa điểm đó thì có thể là khác xa nhau, nhưng mà nó cũng ở tại cái vùng đất thôi, quanh quẩn ở cái vòng đai đó mà thôi, không có xa hơn được. Rồi Đức Phật Cô Na Gá Ma Ná cũng thuyết giảng kinh chuyển pháp luân, làm cho bánh xe pháp nó chạy đi và để mở cửa vô sanh bất tử, cũng ở cái vùng ý sĩ bát tán á mấy gà này á. Cho nên khi mà đoàn hành hương đi tới Paranasi đó, ở chỗ cái cột trụ của vua A Dục nói rằng nơi đây là nơi Đức Phật chuyển pháp luân, thì chúng ta phải tưởng niệm tới ba vị Phật đến Đức Phật Gotama chúng ta là bốn vị Phật. Nơi đây cũng đã bốn cái vị Phật đã khai mở cái cửa vô sanh bất tử. Vị Phật đầu tiên là Ca Cú Sanh Thá, vị Phật thứ hai là Cô Na Gá Ma Ná, vị Phật thứ ba là Kassapa, và vị Phật thứ tư là Gotama. Cho đến cái kiếp Đức Phật Vị Lai là Mét-ta-giá, ngài cũng khai mở cái cửa vô sanh bất tử, tức là thuyết lên cái pháp ngôn để mà mở cửa cái mình đạo lộ, để cho những chúng sanh nào có trí có thể chứng đắc được đạo quả đó, tức là cũng ở tại Isipatana này. Đây là địa điểm thứ hai bất di bất dịch, bất di bất dịch, không có thể khác được. Tức là cái nơi mà Đức Phật ngài chứng vô thượng chánh đẳng giác thì ở quá khứ có ba vị Phật cũng chứng đạt chánh đẳng chánh giác ở đó, và vị Phật thứ năm là Metta Giá cũng chứng đạt vô thượng chánh đẳng giác ở tại nơi đó.
Điểm thứ hai là Isipatana Niradaya, tức là nơi chuyển pháp luân. Thì ba vị Phật quá khứ cũng đã chuyển pháp luân ở tại cái địa điểm này. Đức Phật chúng ta là thứ tư. Sau này Đức Phật Maitreya cũng chuyển pháp luân ở tại địa điểm này. Ở đây là địa điểm bất di bất dịch. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba được gọi là bất di bất dịch nữa. Nó là chân thành Sankassa. Chúng tôi đi Ấn Độ 3 lần rồi. Điều một cái là chưa có thỏa mãn lắm là chưa đi được cái chân thành Sankassa. Bởi vì nơi đó chưa có tuyến du lịch. Và lúc mà chúng tôi đi thì là ở nơi đó lại có những cái bọn trộm cướp nhiều, cho nên cái nhà nước cũng không có cho mở tuyến đường đi như vậy. Cho nên đối với Ấn Độ thì chúng tôi còn có một cái niềm là chưa đi được tới chân thành Sankassa, cái nơi mà Đức Thế Tôn từ cung trời đạo lợi trở về để nhân giới để thì ngài đi tới ở nơi chân thành Sankassa đó. Và nơi chân thành Sankassa nó không phải chỉ Đức Thế Tôn đâu, mà ba vị Phật quá khứ cũng đã đi tới đó rồi. Tức là Đức Phật Gotama sau khi lên cái cõi trời thì đạo lợi thuyết pháp để tế độ vị thiên tử là thân mẫu của ngài trước đó, và bị nó tế độ xong chứng đắc đạo quả xong thì ngài cũng trở về ở với chân thành Sankassa này. Rồi vị thứ hai cũng là Gotama cũng đi tới, cũng lên cái cõi trời đạo lợi tế độ thuyết pháp, lên tế độ cái vị chư thiên là thân mẫu kiếp trước của ngài, cũng đã chứng đắc đạo quả. Rồi ngài cũng trở về nhân giới cũng ở tại cái địa điểm là chân thành Sankassa. Rồi cái vị thứ ba là Đức Phật Kassapa cũng vậy, và vị thứ tư của Đức Phật chúng ta cũng vậy, và sau này đến vị thứ năm là Đức Phật Maitreya cũng vậy. Ngài cũng lên cõi Tăng Quá Tinh Xá tế độ cho những vị thiên tử là thân mẫu của ngài, chứng đắc được đạo quả xong ngài cũng trở về nhân giới, cũng đi xuống ở cái địa điểm đó là chân thành Sankassa. Cái điểm này điểm bất di bất dịch thứ ba, và một điểm bất di bất dịch thứ tư nữa đó là chính là cái hương thất của Đức Thế Tôn, cái nơi mà đặt cái giường ngủ của Đức Thế Tôn. Tùy theo những vị Phật quá khứ có thể là rộng, có thể là dài như thế nào không biết, nhưng mà cái nơi đặt cái giường ngủ của Đức Thế Tôn chỗ mà chúng ta gọi là cái hương thất. Sở dĩ chúng tôi thấy được cái dữ kiện này cho nên mới giúp ích cho quý vị biết. Quý vị đi Ấn Độ mà không biết tìm được cái chỗ mà đặt đứt cái giường, chúng tôi cứ đi không biết là những cái đoàn khác có hay không, nhưng đoàn chúng tôi đi có một lần đi tới được cái nơi cái Đại Tự Kỳ Viên. Đại Tự Kỳ Viên bây giờ nó cũng hoang tàn rồi chứ không phải giống như hồi xưa nữa, nhưng mà đi được tới ở chỗ mà đặt cái giường của Đức Thế Tôn, tức là cái hương thất của Đức Thế Tôn đó. Nhỏ đấy sau này làm lại nó nhỏ lắm, nó khoảng cái giường của Đức Thế Tôn khoảng 2 thước thôi, nhưng mà thật sự ra Đức Thế Tôn cao hơn 2 thước. Cái giường của ngài nằm có thể là Đức Thế Tôn có thể cao với độ cao khoảng 2 thước 4, khoảng 2 thước 4, nhưng mà làm thu hẹp lại còn rất nhỏ. Nhưng mà chỗ này muốn nói rằng dù cho Phật quá khứ có cái dốc dáng lớn hay nhỏ như thế nào, cái giường nó có thể lớn có thể nhỏ như thế nào, nhưng mà cái chỗ đặt cái giường ngủ là bất di bất dịch, và cái hương thất nó cũng bất di bất dịch. Cái hương thất nó có thể là to, có thể là nhỏ, có thể là vừa, tùy theo cái mức độ cái thân kim thân của Đức Thế Tôn. Nơi đặt giường ngủ cũng có thể dài ngắn tùy theo cái kim thân của Đức Thế Tôn, nhưng nó là cũng điểm là bất di bất dịch. Và chỗ này luôn luôn là có cái mùi hương khi mà Đức Phật ngự tới hoặc là không, thì lúc nào cũng tỏa ra cái mùi hương. Và cái chỗ này ai là cái người đề xuất cho ông Cấp Bồ Đọc lập ra cái hương thất này, chính là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất khi mà xây dựng Đại Tự Kỳ Viên thì ngài ông Cấp Bồ Đọc rất là ái mộ ngài Xá Lợi Phất, và hình như là cuộc đời của ông Cấp Bồ Đọc luôn luôn là ái mộ cái hai vị. Một tức là đối chư tăng ông rất là cung kính đã đành rồi,
Nhưng mà ái mộ nhất á là hai vị thôi, à, là ngài Xá Lợi Phất và ngài Ananda. À, cho nên khi mà xây dựng Đại Tự Kỳ Viên thì ông Cấp Cô Độc nhờ Đức Thế Tôn, nhờ ngài Xá Lợi Phất là cái người tư vấn cho ông. Và cái nơi mà cái làm hương thất của Đức Thế Tôn, tức là danh thất của Tý đó, là nơi đó là chính là ngài Xá Lợi Phất, ngài chỉ ra đề nghị cho ông Cấp Cô Độc. Và ngài Xá Lợi Phất ngài đề nghị thì ông Cấp Cô Độc là chấp hành thôi. Thì ông rất là ái mộ ngài Xá Lợi Phất lắm. Và cái nơi đó cũng là điểm bất di bất dịch. Chúng tôi lặp lại là trong hiền kiếp này có bốn địa điểm bất di bất dịch. Sau này ở chỗ canh thất Cú Tí này, tức là cái hương thất này, cũng là nơi trú ngụ của Đức Phật Mét-ta-giá. Cái giường có thể là lớn hơn, có thể là rộng hơn, có thể là dài hơn, nhưng mà cái chỗ đặt cái đó đó là cũng ở chỗ đó thôi, không ở chỗ nào khác hết. Cho nên đặc biệt thì bốn chỗ đó gì là nơi là Bồ Tát chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thứ hai là nơi Đức Thế Tôn ngài chuyển pháp luân, thứ ba là ở chân thành Săn Cách Xá, nơi Đức Thế Tôn từ phương trời Ta Quá Tịnh Xá trở về nhân giới. Là điều thứ tư là cái nơi đặt cái chiếc giường ngủ của Đức Thế Tôn, là cái hương thất đó. Như vậy bốn nơi này gọi là bất di bất dịch. Sở dĩ chúng tôi nói thêm như vậy để cho quý vị nắm bắt thôi, chứ không có gì cả. Thì khi mà ngài Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát đi đến lãnh lễ Thế Tôn ở nơi hương thất xong, và khi mà Đức Tôn thuyết lên cái pháp hội thích hợp làm hoan hỷ sắc tấn đến ngài Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát rồi, thì ngài Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát đi vào trong rừng Anh Thá để nghỉ trưa. Thì bây giờ có một vị tỳ khu khác đi đến tôn giả Sa Di Bồ Tát mà nói rằng: thưa hiền giả Sa Di Bồ Tát, hiền giả thường tán dương tôn giả Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát, và vị này được Đức Thế Tôn đã thuyết lên pháp thoại và sách tấn thích lệ, vẻ quan hỷ tính thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Và sau khi quan hỷ tính thọ xong thì vị đó đã đi đến nghỉ trưa ở nơi cái rừng Anh Thảo Qua Ná rồi. Thì nghe như vậy thì ngài Sai Rúa Tán á là vội vã, dùng danh từ vội vã thế là cấp tốc đó, cấp tốc nè, đem theo tội cụ đi theo sau tôn giả Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát và đi sâu vào rừng, để rừng mà Anh Thảo Qua Ná đó, ngồi nghỉ trưa ở nơi một gốc cây đó để chờ vào buổi chiều. Thông thường các vị luận đạo với nhau thường luận đạo về buổi chiều mà thôi, từ cái nơi thiền tịnh độc cư đứng dậy rồi đi tìm tới nhau để mà ngồi đàm đạo với nhau. Thì vào buổi chiều tôn giả Sa Di Bồ Tát từ cái nơi độc cư thiền tịnh đi đến tôn giả Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát, sau những lời thăm hỏi thân hữu, tuyệt nhiên ngài Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát không biết đây là tướng quân chánh pháp, tức là không biết đây là ngài Xá Lợi Phất. Nghĩ nghĩ là một vị tỳ khưu đồng phạm hạnh nào đi tới hỏi pháp mà thôi. Thì sau những lời thăm hỏi thân hữu xong thì hai vị trưởng lão đàm đạo pháp với nhau rất là với tâm tinh thần rất là hân hoan, và cái cuộc đàm luận pháp này đã là duyên khởi hình thành cái bài kinh gọi là bài kinh Trạm Xe, tức là Rá Thá Quý Ni Tá Xuất Tăng, bài kinh ở Trung Bộ Kinh, bài kinh số 21-24, ký hiệu là M1-145. Và tôn giả Bồ Tát Anh Ta Ni Bồ Tát đã trình bày 7 giai đoạn thanh tịnh. 7 giai đoạn thanh tịnh này chúng ta cũng đã học rồi, tức là từ cái tâm giới tịnh đi tới tâm tịnh, vâng vâng. 7 giai đoạn thanh tịnh, 7 giai đoạn thanh tịnh đó gì? Là giới thanh tịnh, tức là si láo quý xuất thí, dẫn tới tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chích tá quý xuất thí. Rồi từ tâm thanh tịnh dẫn đến kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là Bali gọi là đích thí quý xuất thí. Rồi từ kiến thanh tịnh thì dẫn đến đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chữ Bali gọi là căn kha quý tá rá ná quý xuất thí. Rồi từ đoạn nghi thanh tịnh dẫn tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, nên đó là giai đoạn thứ tư. Đạo phi kiến thanh tịnh chữ Bali gọi là mắt ga
mắt ga mắt gá nhà ná đá xá ná quý số thấy đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, tức là cái giai đoạn này là giai đoạn hành giả đã vượt qua được 10 phiền não quán. Người khi nào vượt qua được 10 phiền não quán thì biết rõ đây không phải là con đường. Nếu còn cái ní canh tí là dính mắc tới 10 phiền não quán mà chúng ta nghe trở lại những cái bài pháp mà chúng tôi giảng nói về cái 10 cái phiền não quán rồi, và từ bỏ cái không có dính mắc tới 10 cái chính cái pháp như là niềm tin, ánh sáng, rồi sự tinh tấn, sự trí tuệ, vân vân, không có dính mắc tới, không vướng mắc tới, thì biết rõ đây là con đường và đây không phải là con đường, tức là đạo vi đạo tri kiến thanh tịnh, đây là con đường dẫn tới tri kiến thanh tịnh, đây không phải là con đường dẫn tới tri kiến thanh tịnh. Quý vị nghe lại những cái YouTube đó, chúng ta cũng đã từng nói về 7 cái giai đoạn thanh tịnh này rồi, chứ không phải không. Rồi cái đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, nó dẫn tới hành thanh tịnh. Hành thanh tịnh là bát tí bát đa nha ná đát xá năng quý xuất thí. Rồi hành thanh tịnh là giai đoạn thứ sáu đó, hành thanh tịnh dẫn tới tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh tức là nha ná đát xá ná quý xuất thí. Rồi tri kiến thanh tịnh dẫn tới giải thoát tri kiến thanh tịnh, tức là quý mít tí nhà ná đát xá ná quý số thí. Sau khi nói lên cái 7 cái trạm xe như vậy thì ngài Bưu Ná Mạnh Tà Ní Bưu Tá mới kết luận rằng và tất cả 7 cái điều này là chỉ đưa tới một mục đích duy nhất, đó là không có nắm giữ, không có nắm giữ trước khi viên tịch. Chữ Bali gọi là Anubada Pari Nip Bana Pari Nip Bana Thăng, tất cả không có nắm giữ giới, không bám chấp vào giới, không bám chấp vào thiền định, không bám chấp vào trí tuệ, không bám chấp vào thánh đạo thánh quả gì hết, tất cả là không có nắm giữ trước khi viên tịch. Như vậy chúng ta mới thấy cái bảy cái giai đoạn thanh tịnh thì chúng ta cũng đã học rồi, và chúng tôi cũng đã thuyết giảng cho quý vị rồi. Thì trong bản sớ giải kinh Trung Bộ ký hiệu là MA136 thì ngài Bố Thất Vô Xá ngài có nói rằng là, tức là cái bản sớ giải của bài kinh Trạm Xe này đó, thì hai ngài Sariputta và ngài Bưu Ná Mạnh Tà Ní Bố Tá này có những điểm rất là tương đồng đó nha. Thì ở trong cái chánh kinh bài kinh Trạm Xe đó thì sau khi trình bày xong, ngài Sariputta rất là hoan hỷ, và ngài Bưu Ná Mạnh Tà Ní Bố Tá mới hỏi rằng: thưa hiền giả, tôi đang tiếp chuyện với ai đây, quý vị nào đây? Tức là hai vị, một vị hỏi vị đáp, và cái ngài Bưu Ná Mạnh Tà Ní Bố Tá cái cảm nhận rằng cái sự đáp của mình và cái người nghe đó là hiểu được và rất là hài lòng, vân vân, cho nên mới hỏi rằng tôi đang tiếp chuyện với ai đây, quý vị hiền giả nào đây? Thì ngài Sa Di Bố Tát mới đáp rằng là: thưa hiền giả, tôi tên là Ú Bá Thích Xá, Ú Bá Thích Xá, các bậc đồng phạm hạnh gọi tôi là Sa Di Bố Tát. Tức là ngài không nói ngài là thượng thủ thinh văn hay gì hết, mà ngài chỉ nói là: thưa hiền giả, tôi tên là Ú Bá Thích Xá, tức là cái tên tộc á, tên tộc, và các bậc đồng phạm hạnh đừng gọi là Sa Di Bố Tát, tức là con của bà Sa Di. Thì ngài Bưu Ná Mạnh Tà Ní Bố Tá mới nói là: nếu tôi biết rằng đây là tướng quân chánh pháp thì tôi không có nói nhiều như vậy. Tức là nghĩ là một vị tỳ khưu đến hỏi pháp, và ngài sẵn sàng giảng những cái bài pháp rất tốt đẹp dẫn tới thánh quả A La Hán, và ngài không biết cái người hỏi mình là ngài thượng đủ sinh văn Sa Di Bố Tá. Sau khi hỏi ra mới biết đây là thượng đủ sinh văn, cho nên ngài mới nói là: nếu tôi biết đây là thượng thủ thinh văn á, là tướng quân chánh pháp á, là tôi không có nói nhiều như vậy, không nói nhiều như vậy. Đây là có sự rất là đặc biệt giữa hai vị thánh, rất là đặc biệt như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rất là cái vị thánh, cái cách xử sự của vị thánh, những vị thánh A La Hán tuyệt vời vô cùng, rất là đặc biệt vô cùng. Ngài Sa Phất cũng không hề xưng mình là tướng quân chánh pháp hay là thượng thủ thinh văn tay phải gì hết, không phải. Mà chỉ nói rất đơn giản tôi tên là Ú Bá Thích Xá, vậy thôi.
Các bạn đồng phạm mạnh gọi tôi là Sariputta, đó vậy thôi. Chứ không có những điều rất cực kỳ hay, rất là đẹp, vô cùng đẹp luôn. Và ngài Bunnamantaniputta cũng nói là rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Nếu tôi biết đây là tướng quân chánh pháp thì tôi không có nói nhiều như vậy, không nói nhiều vậy. Nó ngắn gọn thôi, hỏi nó ngắn gọn thôi. Cho nên chúng ta thấy cái các vị thánh xử lý nhau rất là hay, rất là đẹp. Thì ngoại trừ cái bài kinh trạm xe, tức là Rá Thá Quý Ni Tá Xuất Tăng ra, thì ngài tôn giả Bưu Ná Manh Ta Ní Bút Tá còn có thuyết lên một cái bài kinh đến cho tôn giả A Nan Đà. Bài kinh này cũng rất là hay, nghe được cái bài kinh này thì tôn giả A Nan Đà chứng quả dự lục, như vậy luôn. Xem như thì tôn giả Bưu Ná Manh Ta Ní Bút Tá đó là cái như những thầy, gần như là thầy gần như là một thầy dẫn đi tới thánh quả đầu tiên, chứ không phải là ai khác. Ngài A Nan Đà không có nghe pháp từ Đức Thế Tôn để chứng quả dự lục, mà lại nghe pháp từ ngài Bunnamantaniputta, rất là đặc biệt là như vậy. Và cái bài pháp này đã thuyết giảng đến ngài tôn giả A Nan Đà khi mà ngài A Nan Đà vừa mới xuất gia, giúp cho tôn giả A Nan Đà chứng thánh quả A La Hán khi diệt trừ đi cái thần kiến, thần kiến. Bài pháp này tôn giả và tôn giả A Nan Đà đã lập lại cái bài pháp này để giáo giới các vị tỳ khưu trẻ đừng có nắm giữ, tức là Anubhadaya năm quận. Tôn giả Bunnamantaniputta đã dạy tôn giả A Nan Đà như vậy: Upadaya Avuso Ananda Asmiti Hoti No Anubhadaya. Này hiền giả Ananda, do nắm giữ, tức là Upadaya đó, do nắm giữ khởi lên cái tư tưởng tôi là Asmiti, tôi là Asmiti, tôi là, đó là cái ngã mạn đó, đây là cái ngã mạn, tôi là Asmiti. Không phải là không nắm giữ, khi nào khỏi lên cái tôi là có nắm giữ, chứ không phải không nắm giữ, tức là cái ngã mạn như vậy. Và ngài Bồ Tát Minh Văn Ý Bồ Tát hỏi là, nắm giữ cái gì, nắm giữ cái gì? Nắm giữ một cái bản ngã sắc ca giả thế. Như vậy chúng ta thấy rằng duyên cho cái ngã mạn nó cũng từ cái sắc ca giả thế mà ra. Rồi từ sắc cái giá tư thí, tức là cái thân kiến nó duyên cho cái ngã mạn, từ cái ngã mạn nó cũng duyên ngược lại cho sắc cái giá tư thí như vậy. Và tôn giả Bôn Á Mạnh Ta Ní Bôn Á dùng một ví dụ rất là đặc biệt, đó là hình ảnh của hình ảnh trong tấm gương hay là hình ảnh trong bát nước trong. Nếu là cái bát nước trong vắt, nó không có bận nhơ gì hết, người ta đưa mặt vào thì người ta sẽ thấy gương mặt mình ở trong cái bát nước như vậy. Và ngài dùng cái ví dụ này để ám chỉ cho cái thân kiến là sắc ca giá thí đó, thân kiến nó là một dạng cái ảo tưởng nằm trong đó. Thì ngài dùng hình ảnh trong một tấm gương đồng hay là hình ảnh trong bát nước trong, thì hình ảnh đó được ví như cái bản ngã, tức là một ảo tưởng, tức là một ảo kiến, tức là nó không có thật, không có thật. Nhưng mà nó giống y hệt như mình mà nó không phải mình, mà nó giống y hệt vì cái hình ảnh ở trong gương nó y hệt như mình mà nó không phải mình, mà nó chỉ là một cái ảo tưởng, nó chỉ là một cái ảo kiến mà thôi, nó không có thật. Vì nếu như có cái hình ảnh trong gương mà nó có thật đó, nó hình ảnh trong gương mà nó dính liền với cái năm quẩn này, nó là một cái hiện thân của một trong năm quẩn nào đó, thì người ta sẽ dùng súng người ta bắn cái hình ảnh trong gương đó, hoặc là người ta dùng dao người ta chém hình ảnh trong gương đó, và hình ảnh trong gương đó sẽ bị vỡ, hình ảnh trong gương nó bị hủy diệt. Và khi hình ảnh trong gương nó bị hủy diệt thì nếu nó là thật thì cái con người ở bên ngoài cũng bị hủy diệt, nhưng mà thật ra thì cái hình ảnh nó bị hủy diệt nhưng mà con người đâu bị hủy diệt đâu, nó chỉ là một cái ảnh ảo,
nó chỉ là một cái ảo tưởng, nó chỉ là một cái ảo kiến mà thôi, nó không có thật. Nhưng mà người ta bám vào đó, người ta bám vào cái hình ảnh nó y hệt như mình, cho nên tà kiến nó cực kỳ là tế nhị, nó y hệt giống như mình, nhất là cái thân kiến nó giống như mình, cho nên người ta mới nhầm lẫn rằng cái sắc là có cái bản ngã trong đó, thọ là có bản ngã trong đó, tưởng là có bản ngã trong đó, hành có bản ngã trong đó, không vậy. Cho nên khi thực hành minh sát phân biệt được danh sắc rồi, thì thấy trong danh sắc này nó không có một cái gì thường hằng bất biến cả, nó không có gì là gọi là tồn tại cả, nó cũng sinh là diệt, sinh là diệt thôi. Thì cái gọi là cái thân kiến kia nó chỉ là cái ảnh ảo thôi. Thì cái sắc thọ tưởng hành thức này nó sinh diệt, thì cái ảnh ảo kia nó cũng sinh diệt, nó cũng không có, nó không có thật. Cái bản thân nó không có thật thì làm sao cái ảnh của nó có thật được, mặc dù nó y hệt ở ngoài mà mình nhân mặt thì trong cái gương, trong cái ảnh trong gương nó cũng nhân mặt, cái bên ngoài thì cái thân hình mình nó cười, thì ở trong tấm cái trong gương nó cũng hình ảnh nó trong cười, nó y hệt như vậy. Nhưng mà nó không phải, nó chỉ là cái một cái ảo kiến mà thôi, tức là thấy một cái hình ảnh ảo mà thôi. Cho nên nếu người ta viết một cái hình ảnh, viết cái hình ảnh ở trong gương, mà nếu mà hình ảnh trong gương nó có thật thì cái người bên ngoài cũng phải mệnh trùng mà chết như vậy. Chính do nắm bắt cái chính vì nắm giữ cái ảo kiến đó nên cho rằng có một cái bản ngã nó ở trong sắc vững, hay có trong thọ vững, hay có trong tưởng vững, hay có trong hành vững, hay thức vững, v.v. Tức là nắm giữ cái không có, cái không có mà đi nắm giữ. Cho nên có những lúc mà những du sĩ ngoại đạo hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn im lặng, bởi sao? Bởi vì người biết không có mà đi mà hỏi cái điều này nó thường hay là đoạn, thì chúng sanh sau khi chết là còn thường hằng, hay là chúng sanh sau khi chết là bị đoạn diệt, Đức Phật không có trả lời. Ở trong phẩm tương ưng có cái phẩm là tương ưng không thuyết đó, Đức Phật ngài không thuyết, đối với biết ngài biết nữa, cái đó nó không có, nó đã không có làm sao gọi là nó thường, hay là nó không có sao gọi nó là mất được, đoạn được, chẳng hạn mà ngài không thuyết như vậy. Vậy thì cái ảnh ảo, cái hình ảnh này rất là hay, và ngài Bồ Tát Mạnh Tăng Ni Bồ Tát đã dùng hình ảnh này giúp cho ngài An Ta hiểu được cái thân kiến nó giống không có. Và lúc đó ngài triển khai tuệ quán, dĩ nhiên đối với ngài An Ta triển khai tuệ quán ngay lúc đó nó không phải là mới mẻ gì, vì trong 100.000 kiếp trái đất ngài cũng đã từng gặp những vị Phật và cũng đã từng đã thực hành thiền quán rồi, và triển khai rất là tốt đẹp rồi. Giờ nghe lại ngài chỉ nhớ là lặp lại mà thôi, không có một cái gì khó khăn cả. Và lúc đó xong cái bài pháp đó, ngài An Ta chứng quả dữ luôn. Cho nên nếu như quý vị muốn có chứng đắc đạo quả thì chúng tôi khuyên rằng phải thực hành thiền quán để tạo một cái cận y duyên, hay là một cái duyên lành, không ở trong kiếp này thì cũng trong kiếp sau. Nếu nó không, nếu mà cái kiếp này mà không có thực hành thiền tịnh hay thiền quán thì đánh phí thời gian vô cùng, và cái sự chứng đắc đạo quả của quý vị sẽ mong manh, nó không có một cái điểm tựa nào cả. Trái lại nếu như thực hành thiền quán thì sẽ thấy có một cái điểm tựa nằm trong đó, và từ đó thì có thể chứng đắc được đạo quả. Mà sao nghe thấy được cái phân biệt, cái tuệ mà phân biệt được danh sắc mới thấy là nó tạm thời trừ diệt đi cái thân kiến, và cứ có một cái niệm không có thân kiến nó sẽ tồn tại như vậy. Và sau này nghe pháp Đức Thế Tôn quán xét thì chứng quả được dự lưu cũng dễ dàng, không có gì là khó khăn cả như vậy. Và điều này chúng ta mới thấy rằng là do vậy mới khởi, do cái không có nắm bắt được như vậy cho nên mới khởi lên một cái ý tưởng tôi là, nên đó là cái ngã mạn, nó là như vậy. Nó từ thân kiến nó dẫn tới cái ngã mạn tôi là, ngược lại cũng từ ngã mạn nó dẫn tới một cái thân kiến là sắc ca giả đức thí, nó như vậy. Thì cái bài kinh này nằm ở trong tương ưng tập 3, bài kinh ký hiệu là S3 105, tức là bài kinh Ananda về tương ưng quẩn đó. Thì nói về ngài Bồ Tát Mạnh Tăng Ni Bồ Tát thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái trong cái bổn sự pháp cứu rú, tức là cứu rú tham má cha ta cá số 276,
Đó, tiền thì trong cái pháp cú rú đó thì tiền thân tôn giả Buôn Á Man Ta Ni Bồ Tát chính là cái người gác cổng thành. Cái người gác cổng thành này rất là giữ giới, rất là tốt đẹp, mà ông ta cũng ái nái về một cái tội là nghi oan cho người khác, và ông cho rằng cái giới mình không được trong sạch như này. Tức là cái trong cái tham má cú rú này, tức là cái pháp cú rú này đó, thì tiền thân ngài Bồ Tát Man Ta Ni Bồ Tát là người gác cổng thành. Và vào cái lúc mà xế chiều thì ông phải, trước khi mà đóng cổng thành, ông đánh chuông báo hiệu là chuẩn bị đóng cổng thành. Thì nghe cái tiếng cồng vang xa đó như vậy, thì ông đã mới chuẩn bị đóng cửa thành, thì ông nhìn ra bên ngoài, ông đã nhìn thấy có một cái cặp, một người nam đang cõng một cái người nữ, cố gắng chạy thật nhanh cho đến cái thành. Ông mới nghĩ mà nói, ông nghĩ cái cặp cặp trai gái này cứ lo vui thú nhau, giờ cái tới cái ngày giờ mà đóng cổng thành mới chạy về. Tuy nhiên ông vẫn để cổng thành cho người ta vô trong nó đầy. Mà các ngươi không có biết cái giờ đóng cổng thành, hai người cứ lo vui thú nhau, đến bây giờ mới đi bước vào cổng thành. Thì lúc đó cái người đóng cổng thành nó là quan mà, còn hai người này người dân, mới nói là bạch ngài, chứ ngài ngài hiểu lầm rồi. Rồi chúng tôi không phải là tình nhân hay là vợ chồng gì hết, chúng tôi chỉ là anh em, chúng tôi đi kiếm củi trong rừng. Khi mà cũng kiếm củi rồi, đường hơi xa, chợt nghe cái tiếng trống, thì chúng tôi mới nghĩ là tôi thì có thể chạy nhanh về kịp, nhưng mà em tôi thì nó không thể chạy nhanh kịp vì nó yếu sức, mà nó chạy nhanh không kịp, cho nên tôi cổng nó để mà chạy nhanh tới cho kịp, để cái cổng thành nó không kịp đóng lại nha các bạn. Hôm nay chúng tôi không phải là tình nhân gì cả, chúng tôi chỉ là anh em mà thôi. Thế ông mới ngẫm nghĩ, người ta anh em mà người ta gấp rút người cẩn nhau về chạy về cổng thành, mà mình nghi ngờ người ta là tình tử nhau, mình nghi quấy người ta là mình đã có lỗi rồi, cho nên ông cảm thấy cái giới năm giới của ông nó bị vi phạm, ông bị ra đức là như vậy. Thì hiện nay thì hậu thân của cái người gác cổng thành đó chính là ngài Bồ Tát Man Ta Ni Bồ Tát, nó là như vậy. Rồi ở trong cái bổn sự củ sen, tức là phí xá cha ta cá đó, số 488, thì tiền thân ngài Bồ Tát Man Ta Ni Bồ Tát là một trong bảy người em trai của Bồ Tát Maha Kanchana, và vào cái thời mà thích hợp rồi đó, cái nương sở dĩ mà Đức Thế Tôn ngài hỏi những cái vị tỳ khưu như vậy đó, hỏi 500 vị tỳ khưu như vậy, bởi vì ngài dĩ nhiên ngài biết rõ mà, ngài biết rõ cái sự thành tựu pháp và cái sự thuyết giảng pháp của ngài Bồ Tát Man Ta Ni Bồ Tát, và cái lời mà giảng pháp theo cái 10 cái lời nói có lợi ích này đó, nên nói về ít ham muốn, nói về biết đủ, nói về cái độc cư, nói về cái không tích lũy, nói về cái sự tinh cần tinh can tấn, nói về giới, thành tựu giới, nói về thành tựu định, nói về thành tựu tuệ, nói về thành tựu giải thoát, nói về thành tựu giải thoát tri kiến. Cái 10 cái lời nói này là đưa tới cái mục đích như vậy. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn ngài biết rồi, nhưng mà vì sao ngài hỏi để các vị thì 500 vị tỳ khưu này trả lời, và 500 vị tỳ khưu này nhờ 10 cái lời nói này mà để chứng quả A La Hán, rất là đặc biệt như vậy. Cho nên để có duyên cớ sau này vào cái thời thích hợp, thì Đức Thế Tôn ngài mới ban cho ngài Bồ Tát Man Ta Ni Bồ Tát cái địa vị là đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về thuyết pháp ở trong cái hàng tỳ khưu của Đức Thế Tôn. Một cái thời pháp mà đem tới đạo quả cho 500, những cái thời pháp lời nói mà đem tới 500 thánh quả, đem tới thánh quả A La Hán cho 500 vị tỳ khưu, thì không phải là dễ dàng dễ kiếm đâu, không phải dễ kiếm đâu. Cho nên biết được, nhưng mà phải có cái duyên sự, có cái duyên cớ để mới phong người ta được chứ. Còn nếu không có duyên cớ thì sao mà phong? Không lẽ muốn tấn công mình, ỷ mình là bậc chánh đẳng giác, mình phong cho ai phong hay sao? Không có. Ngài
Đức chánh giác luôn luôn có duyên sự, có nhân có duyên ngài mới làm chuyện đó, ngài y theo pháp mà làm mà, và biết rõ cái nguyện vọng, cái hạnh nguyện của ngài bên đó anh ta ni Bồ Tát, mà giờ không có duyên cớ làm sao mà đưa cho ngài vị này cái địa vị là đệ nhất về giảng pháp được. Nếu mà đưa vậy thì cái vị tỳ khưu khác nói là hiểu lầm ngài là sẽ thiên vị, mà hiểu lầm ngài thì rất là nguy hiểm, cản trở đạo quả sao, chẳng hạn như vậy. Cho nên ngài hỏi như vậy đó, để có duyên sự để về sau hỏi ra cái vị tỳ khưu có ai được như nguyện ngài này không, có 10 thành tựu 10 pháp và nói lên 10 cái lời nói, mà nghe được 10 cái lời nói như vậy, những người nghe được là chứng đắc được đạo quả, có ai được làm vậy không? Không có. Vậy thì vị này là đệ nhất về thuyết pháp là như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng cái đệ nhất về thuyết pháp là khác nha. Còn cái vị mà nắm giữ pháp là khác nha. Cho nên khi vua Ba Tư Nặc mới hỏi Đức Thế Tôn rằng cúng dường Đức Thế Tôn con đã biết rồi, cúng dường Chư Tăng con biết rồi, cúng dường pháp bảo phải làm sao, thì Đức Phật ngài mới nói rằng này đại vương hãy cúng dường Ananda. Ngài Ananda là cái người mà giữ gìn pháp bảo. Cái gì ngài Ananda giữ gìn pháp bảo á, ngoài cái thuộc lòng tam tạng ra, tức là những bài kinh nào Đức Phật ngài thuyết hay là những bài kinh nào mà ngài Ananda nghe qua một lần, ngài là thuộc nhớ nằm lòng, đặc biệt như vậy. Ngoài ra ngài Ananda phải cũng là chính là bậc thánh dự lưu, bậc thánh dự lưu mà thuộc lòng tam tạng là một. Thứ hai nữa, bậc thánh dự lưu này tuy rằng ngài Ananda chỉ còn là bậc thánh dự lưu thôi, nhưng mà tâm của ngài Ananda là không nghiêng về tham, không rơi vào sân, không rơi vào si, lúc nào cũng sáng suốt như vậy. Mà cho nên cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất khởi lên thì ngài Cát Sông Bá rất là mến mộ ngài Ananda, nhưng mà để tránh dị nghị ngài như là vờ ngài Ananda, nhưng mà chỉ chọn 499 vị thôi nha, còn một cái vị là vị cuối cùng là chọn ngài Ananda thì dự kiến là 500 vị, nhưng mà ngài chỉ chọn 499 vị thôi, nhưng mà ngài Ananda thì ngài Cát Sông Bá không nhắc tới. Mặc dù ngài rất mong là có ngài Ananda trong đó, mà thiếu ngài Ananda là không được. Thì các vị thánh khác, A-la-hán khác đó, trong cuộc kết tập tam tạng này không thể thiếu Ananda được. Bởi vì ngài Ananda là cái người mà nắm giữ gần như là toàn bộ giáo pháp này, mà thiếu không được. Hơn nữa ngài Ananda mặc dù là bậc thánh dự lưu, nhưng mà tâm của ngài Ananda là không nghiêng về tham, cái là không rơi vào tham. Không có nghiêng về tham, không có nghiêng về sân, không có nghiêng về si, lúc nào cũng rất là tốt đẹp, nghiêng theo thực hành theo pháp mà thôi. Cho nên Chư Tăng đề nghị có ngài Ananda thì ngài Cát Sông Bá đồng ý thôi, chứ không phải gì, ngài rất thương ngài Ananda. Nhưng mà nếu mà chọn ngài Ananda thì cái gì khác nữa, đề nghị nói là ngài Ananda mới dự lưu mà ngài Cát Sông Bá lại chọn đây chứ là có cái tính thiên vị, trong khi cái những người khác không phải là bậc dự lưu, có thể là bậc nhất lai, bậc A-na-hàm, tại sao không chọn, mới chọn cái bậc dự lưu như vậy. Ở đây có ý kiến của Chư Tăng, của những tập thể Chư Tăng, thì các vị tỳ khưu không có nói được nữa. Tức là những vị tỳ khưu phàm không có chỉ trích được. Và các ngài cũng biết rằng là ngài Ananda sẽ chứng quả A-la-hán trong khi cuộc kết tập tâm tạng. Và một trong những nhân tố đó chính là ngài Anuruddha và những cái ngày khác. Các ngày khi ngày mai nó chuẩn bị cái tập tâm tạng rồi, cho nên vào buổi sáng đó ngài Anuruddha hay là một cái gì khác mới nói chuyện với nhau, tình cờ, giống như là nói tình cờ thôi, nhưng mà để cho ngài Ananda hay ngày mai kết tập tâm tạng rồi, nhưng mà hiền giả Ananda còn bậc thánh thu học, thì cuộc cái tập tam tạng của mình như vậy nó chưa có được gọi là tròn đủ lắm, chẳng hạn vậy. Nói cố tình nói để cho ngài Ananda nghe, và ngài Ananda nói ngày mai kết tập tam tạng rồi, kết tập thật ngon rồi, mà mình còn bậc chữ lô như vậy, nghĩa là còn thánh thu học, thì làm sao mà được dự phần do kết tập tam tạng. Cho nên trong cái ngày đó ngài cố gắng nỗ lực tinh tấn để mà chứng đắc được đạo quả, để khi mà bước vào đại hội
kết tập tam tạng, ngài là bậc a la hán. Và khi mà đại hội kết thúc, còn cái ghế trống, cái ghế trống của ngài ông ta, ngài Cát Sa Bá hỏi thì còn thiếu vị hiền giả nào, thì Chư Tăng nó còn thiếu ngài ông ta. Hãy nhân danh, hãy nhân danh cái Chư Tăng tới triệu ngài ông ta tới. Thì lúc đó ngài ông ta đã chứng quả là hắn rồi, ngài đang ở trong phòng nghe với Thiên Nhĩ, nghe được xong ngài lập tức ngài độn thổ và trồi lên ngay cái chiếc ghế mình dành như cái dành riêng cho mình á, để ngồi vào chiếc ghế đó. Sở dĩ ngài ông ta làm như vậy để sao, để sau này những ai nói cho nó là ngài ông ta còn dự lưu không đúng, bởi vì ngài đã là A-la-hán rồi chứ, thể hiện cái pháp năng lực thần công, tức là độn thổ đi lên, ngồi lên ở chỗ đó, xuất hiện ngay cái ghế của mình, để chứng tỏ cái pháp thượng nhân mình đã thành tựu. Mà pháp thượng nhân mình thành tựu được như vậy là chứng tỏ là ngài đã trở thành Phật A La Hán rồi, chẳng hạn như vậy. Cho nên có những cái lý giải rất là hay ở chỗ những cái điểm này. Cho nên cái gì vậy mà gọi là thủ khố tam tạng đó, ngoài thuộc lòng tam tạng ra thì còn có là một bậc thánh ở bậc sa môn, tức là một trong bốn vị sa môn, tức là sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ, rồi có cái tâm lìa bỏ cái tham, lìa bỏ sân, đòi bỏ si, nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái dự đệ nhất về thuyết pháp là khác, còn vậy giữ gìn cái giáo pháp, tức là thủ khố tâm tạng, giữ kho tâm tạng, nó là khác, là như vậy. Thì đến vào thời điểm thích hợp thì Đức Thế Tôn ngài ban cho trưởng lão Bồ Ná Mạnh Tà Ni Bồ Tát là đệ nhất về thuyết giảng pháp trong cái hàng tỳ khưu đệ tử của Như Lai như sau. Tức là này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai, tối thắng về giảng pháp là Bồ Ná Mạnh Tà Ni Bồ Tát. Này ở trong ký hiệu là A1 214. Cái đoạn kinh này nằm ở trong Tăng Chi Pháp Một Chi, tức là A1 214, như vậy. Thì ngoài ra đó thì ngài Bồ Ná Mạnh Tà Ni Bồ Tát còn có cái kệ ngôn ở trong Trưởng lão Tăng Kệ, tức là Theragatha chương 1 kệ phẩm 1 nha bạn. Thì một hôm ngài Bồ Ná Mạnh Tà Ni Bồ Tát suy tư về sự chứng đạt của mình như sau: đối với ta và nhiều vị khác đã thoát khỏi niềm đau khổ, thật sự là lợi ích lớn khi thân cận với bạn lành. Tức là ngài suy tư là nhờ thân cận với bạn lành cho nên mới chứng đạt được thoát khỏi cái đau khổ như vậy. Với sự hân hoan, ngài nói lên kệ ngôn ở trong Trưởng lão kệ Trưởng lão Tăng sao, đó là câu kệ số 4: Sam phi rê quá Sama sê tha, tức là hãy thân cận người khôn ngoan. Pandite hát tha ta si phí, bậc hiền minh thấy nghĩa. Át thăng ma hanh tăng gâm phi răng, nghĩa lớn và thâm sâu. Tốt đá săn ní bú năng á nung, khó thấy tế nhị. Thi ra sa ma thí gách chanh tí, bậc trí chứng đạt được. Appamatta quý chắc khá na tí, không phấn giận chủ tâm. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu nói là như vậy. Và đến đây chúng ta cũng đã dứt cái câu chuyện của ngài Bồ Ná Mạnh Tà Ni Bồ Tát. Thì tới đây chúng tôi thấy cái thời gian cũng vừa phải lẽ rồi, mà phước báo bác sinh lên, và xin cúng dường đến cho Chư Tôn Đức Tăng và đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng, sau khi quan hệ thọ dụng rồi thì xin gia hộ cho chư Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được hân hoan, tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử,
đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó được tái sanh vào nhàn cảnh, và dù ở nơi nhàn cảnh nào thì những được qua phước này để được hân hoan trong giáo pháp của Đức Phật, và tính tâm dũng mãnh để tu tập nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sằng Kha Gia. Ya de wa ta san ti quy ha ra wa si ni thu pe ga re po ti ga re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha quan tu pu chi ta so tình ca ron te ta quy ha ra man da le thế ra cha mắt cha na qua ca cho phích ca vô sa ra mi ca da da ba ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ích sa ra Sapa na phu ta sukhita pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pa qua sang se da cha ta ata wo pa pa ti ca niu ya ni căng tam ma qua rằng bát tích cha te sap be bi đúc kha sa ca ron tu sang ca yang tha tu chi rằng sa pang tham mô tham mắt ta ra cha búp ga la sang khô hồ tu sa mắt ngô qua át tha ya cha hi ta ya cha âm mê rắc kha tu sắp tham mô sắp bê bi tham ma cha ri nô yu thình sam ba bu này ya ma tham ma ri yap ba quê đi tê y đăng qua ta mê buồn nhân a sa quắc kha ya qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp hôm nay, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm.